Theo ghi nhận, vào chiều ngày 22 tháng 10, nhiều người dân ở khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội vẫn lỉnh kỉnh xô chậu bình chứa để lấy nước sạch từ các xe bồn. Việc thiếu nước sạch sinh hoạt ở đây đã xảy ra khoảng một tuần nay. Trước đó, ngày 9 tháng 10, cư dân tại khu đô thị đã phản ánh với cơ quan chức năng về tình trạng chất lượng nguồn nước do công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cung cấp không đảm bảo, gây mẩn ngứa, khó thở, tức ngực khi sử dụng. Tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai tối ngày 21 tháng 10, Phòng Y tế huyện Thanh Oai cho biết kết quả xét nghiệm nước sạch lấy mẫu tại khu đô thị Thanh Hà hôm 13 tháng 10 vừa qua thể hiện có nhiễm vi khuẩn E. coli. Ngay sau cuộc họp nêu trên, đại diện các tổ dân phố trong khu đô thị Thanh Hà đã phát đi khuyến cáo này cho cư dân trong tổ dân phố nắm được. Lúc 18 giờ cùng ngày, cảnh chen chúc lấy nước vẫn tiếp diễn tại khu đô thị Thanh Hà. Hiện một số tòa chung cư tại khu đô thị đã được cấp nước trở lại, nhưng lượng nước không ổn định và chỉ được sử dụng vào những mục đích không thiết yếu như giặt rửa, dội nhà vệ sinh. Phần lớn các tòa nhà còn lại vẫn chưa được cấp nước. Cũng tại cuộc họp ngày 21 tháng 10, ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, yêu cầu công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà và chi nhánh dịch vụ nhà ở Thanh Hà phải điều phối cấp nước ngay cho các tòa nhà chưa có nước. Nước ở các xe bồn chuyên dụng được các nhà hảo tâm đưa đến nhằm giúp đỡ cư dân khu đô thị Thanh Hà vượt qua cơn khát nước sạch. Dù vậy, lượng nước sạch đưa đến đây vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn cư dân đang sinh sống tại đây.